Mọi người ở đây có ai đang chạy KPI có người yêu trước Tết không cả nhà? Chứ em là em mới có rồi đó nha. Xin chào mọi người, em tên Quang, 23 tuổi, em đang làm marketing. Chuyện là công ty em tổ chức tiệc tất niên sớm. Em với hai anh chị trong team kế toán được xếp giao nhiệm vụ là đi thuê chỗ làm party và set up tiệc. Mọi người thống nhất là chỗ có hồ bơi, không gian thiên nhiên chút để tha hồ quậy. Mới chủ nhật tuần trước thì công ty em có buổi tất niên hoành tráng luôn. Tôi nói bữa đó nha, mấy chị trong công ty còn diện váy các kiểu, nhìn hot sảy con mà bảy luôn. Mình tiếc con cái, mấy chị có gia đình trơn. Có mỗi chị Hà làm bên nhân sự là chưa, mà ngặt nổi là bắt có bộ rồi. Bởi vậy á, em với mấy ông trong công ty chỉ nhìn thôi chứ dám ve vãn gì đâu. Mà mấy ông ngó là ngó gái, chứ em á là em ngó mấy cái đầm nha mấy chế. Tầm 11 giờ hơn á thì mấy ông bà có gia đình con cái xin phép về trước. Còn cả công ty ở lại qua đêm chắc cũng tầm 7-8 người á. Lúc đó ai cũng có hơi men rồi, cho nên cả đám quyết định xúm lại chơi trò Truth or Dare. Đó, thề nha, ai cũng hào hứng nha. Mà hào hứng nhất là sếp của tụi em. Tại sếp nói người say sẽ nói lời thật lòng, sẵn tiện coi có ai bất mãn gì về sếp không mà. Đó, cho nên là tụi em á đâu ai dám chọn Truth đâu. Sợ sếp hỏi trúng câu nào khó đỡ thì toan sao. Tới lượt em cũng noi gương mấy anh chị đi trước. Em chọn thử thách chứ ngu gì chọn sự thật, đúng không cả nhà? Tại lúc đó em cũng say rồi, sợ chọn thiệt á là sợ cái miệng em nó đi xa nữa, nó hại cái thân nữa. Mà không biết sao em bóc trúng được cái thử thách oái âm ghê. Đó là bạn phải uống một ly rượu giao bôi với người ngồi cạnh bên trái. Má, mà bên trái em mọi người biết là ai không vợ? Trời má ơi, sếp Đạt đó má. Em với ông bốn con mắt nhìn nhau kiểu bất lực. Mấy anh chị xung quanh thì hào hứng dữ lắm, tủm tỉm cười không à. Mà lỡ chơi rồi đấu trốn được đâu cả nhà. Sếp Đạt thấy em khó xử cũng kêu chứ: Quang, có rượu đi, anh độc thân, chú cũng chưa có bộ, sợ mẹ gì. Rồi, sếp anh nói gì thì em chơi tới luôn. Em cầm ly rượu vòng qua tay ổng. Nói chung là khoảng cách hơi gần nên em nghe được cái tiếng sếp Đạt thở. Không biết vì rượu hay vì hồi hộp mà em thở nhanh hơn nha trời. Đấy, tới lúc kề sát mặt sếp Đạt thì team em muốn văng mẹ ra ngoài luôn trời. Đã vậy anh Tùng trưởng phòng marketing ở ngoài còn hô vang chứ: Phu thê hợp cẩn đưa vào động phòng nữa chứ. Trời, em ngượng đỏ cái mặt luôn mọi người. Uống xong ly rượu sếp Đạt còn trêu em kiểu: Đàn ông với nhau ngại gì em. Thôi cũng khuya rồi, mọi người giải tán về ngủ đi. Ở đây có 4 phòng, chia ra 2 người 1 phòng đi. Anh ngủ chung với Quang, còn lại mọi người tự chia. Vậy nha. Nghe sếp Đạt chia phòng xong, mọi người nhìn em kiểu: Chắc chắn có gian tình gì rồi, tụi bay giấu cái gì. Anh thấy mọi người cười bí ẩn vậy em lo ghê trời. Mà nhìn sếp Đạt đàn ông vậy chắc không sao đâu mọi người ha. Em tự trấn an mình vậy chứ ai biết. Về phòng xong á, em xin phép đi tắm rửa trước, xong phóng lên giường. Đợi em ra xong thì sếp Đạt mới đi tắm. Mà cấn chỗ là ông tắm ra nhưng không có mặc quần áo mọi người. Trời đất ơi, ông quấn bỏ cái khăn tắm mà. Tôi nói cơ bụng 6 múi lộ ra rồi. Lúc đó em đang say mà, gọng nó có nổi nữa chứ em cứ nhìn chầm chầm sếp Đạt. Này, đây, tới cái đoạn chấn động nè. Trời xui đất khiến Sam chủ động bật dậy, lấy cho ông cái áo thun với cái quần sọt đang để trên ghế. Trời ngu chưa. Mà chưa kịp đưa tận tay đâu nha thì ông bắt lấy tay em, kéo em sát rạc vô người ổng kiểu: Rượu cho bôi con uống rồi, hay là giờ anh với chú làm bước tiếp theo đi. Trời má gì vậy? Em xỉu ngang đó mọi người. Quyến rũ vậy sao con bóng gồng nha em chịu nổi chứ. Lúc em kịp định hình, sếp Đạt đẩy em lên giường rồi nha. Đang tất nhiên vui vẻ thì bị bắt động phòng chứ. 23 năm trong trắng của em, trời đất ơi. Mà thôi, sao đêm đồng cháy thì sáng ra sếp Đạt dậy sớm ôm ấp hỏi han em đủ kiểu. Còn em như thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng lắc đầu rồi đó. Sếp Đạt cũng kêu chứ: Thôi lỡ rồi, tối qua anh say quá không kiềm chế được hành động, thôi thì để anh chịu trách nhiệm với Quang. Là sếp say dữ chưa? Say mà hành người ta đến tận sáng mới tha. Sau ngày hôm đó tụi em xác định quan hệ thành người yêu. Sếp Đạt quan tâm em, công khai em trên công ty luôn cả nhà. Mọi người cũng ngầm hiểu nên treo em dữ lắm. Tới giờ mới biết nha, ở đây cũng biết sếp Đạt công luôn á trời. Tại nhìn ổng men quá, em đâu có lường được vụ này đâu. Mà sao sáng nay em thấy ổng đi ngang chỗ anh Tùng rồi nháy mắt cười cười bảo chứ: Cảm ơn chú nha, nhờ chú mà anh có bộ đó. Ủa, làm sao vậy? Em hỏi ra mới biết mọi người. Cái vụ thử thách của em hôm bữa chỉ là uống một ly với người yêu bên cạnh, lộn với người bên cạnh thôi. Còn chú giao bôi là do ông Tùng tự thêm vô á. Trời má, thôi công đội hơn anh nha. Nhờ chú giao bôi của anh mà em có bộ. Anh Tùng công đức vô lượng nha. Các anh cũng lạ, first day chứ có phải là bạn thụ phấn của các bạn đâu mà cứ gặp lần đầu là lại muốn hử ngay vậy. Các bạn nghĩ vậy là ngầu hả? Không hề nha. Hay ho gì khi cứ gặp bạn gái là các bạn gạ, gặp là đòi đi hử. Bởi thế nên phải trả tiền thì chấp nhận thôi. Thích nằm khách sạn mà.
Như bao bạn gái khác, mình cũng rất thích dùng app hẹn hò để tìm hiểu được nhiều người. Kinh nghiệm của mình cũng khá dày dặn và lường được trước những trường hợp nguy hiểm để chạy trước. Đợt đó em gặp được một anh trai tên Huy, nghe thấy hãm rồi đó. Anh Huy lúc đầu thì nói chuyện tử tế lắm nha, cũng ok, là một đối tượng đáng để có thể gặp mặt. Anh này thường nói chuyện liên quan đến sách và phim lịch sử, tỏ ra bản thân rất hiểu biết, nhưng thật sự có hiểu biết hay không thì mình chịu nha. Những ngày nhắn tin, anh ấy luôn căng đúng giờ mà em rảnh tay để có thể nói chuyện, hỏi em trước xem có muốn call hay không, cũng hỏi em luôn về sở thích ăn uống, để nếu mà có cơ hội gặp cũng dễ trò chuyện như những người bạn hơn. Rồi ngày hôm đấy, em nghĩ là chúng em đã đủ chín để gặp nhau rồi. Hôm đó em mặc rất là xinh đẹp đi đến, vì nhà em ở khá là gần điểm hẹn nên em cũng không bắt anh ấy phải đón. Đến nơi thì anh chào hỏi nhẹ nhàng, anh ấy còn gọi món trước và đúng cái món em thích ăn nữa. Coi bộ cũng chấp nhận được, cũng để ý đồ đó. Vừa ăn vừa nói chuyện thì biết được anh trai là người cho thuê phòng trọ, trong thành phố cũng có 4-5 căn cho thuê. Anh ấy cũng hỏi em là nếu muốn thuê trọ cứ ới anh ấy để giá ưu đãi cho. Coi bộ cũng có tiền rồi nha, cũng xui xui rồi đó. Ăn uống xong xuôi, anh trai rủ mình đi xem phim. Mình thì cũng chỉ vì cặp đôi nào first date cũng có những hoạt động quen thuộc vậy mà. Ngồi xem phim chung với nhau, chúng mình chọn ghế cặp đôi, mỗi bên là một đôi. Không hôn nhau chùm chụp thì cũng luồn tay xuống dưới tìm thứ chạm vào là cứng hoặc là nơi ấm áp nhất của người con gái. Mình nhìn mà run cả người, bỗng lúc này mình nghe tiếng hơi thở rất gần. Anh Huy hình như cũng muốn được đụng chạm rồi. Lúc mà đưa tay đến chỗ mình liền né tránh. Tưởng rằng anh ấy sẽ biết ngại, ai có ngờ 20 phút sau, anh Huy nắm lấy tay em nhẹ nhàng rồi đưa đến gần cậu nhỏ của anh ấy. Lúc này thì giật mình thiệt, vội vàng rụt tay lại làm anh ta xấu hổ, đứng hình mất vài giây. Sau đó mình cũng nhắc nhở nhẹ là hiện tại hai đứa mới chỉ là lần đầu gặp bạn bè chưa phải, yêu đương thì càng chưa, chẳng có lý do gì để động chạm vào cơ thể nhau cả. Cũng may là anh ta không bái thiến nên có rút tay lại ngay. Đến lúc về anh ta bực bảo mình là vé xem phim bỏng nước 500k trả lại cho anh ta. Mình trả luôn rồi anh ta hỏi có muốn về luôn không thì anh ta book xe cho. Mình bảo là ok, thế thì về luôn. Anh trai bắt đầu tìm xe loay hoay 20 phút thì bảo không tìm được, nên thôi để anh ta chở về. Nhưng chẳng biết chở kiểu gì cứ vòng vo tam quốc, mấy vòng chưa tới nhà mình. Biết được ý định của anh ta thì ok, mình đây chơi cho vố đỡ buồn. Mình bảo nếu anh không về thì đêm nay mình đi cùng chiêu đi. Ôi trời ơi, cái mắt anh ta lúc đó hả, chắc phải sáng hơn cả cái đèn pha, sướng trơn, thiếu mỗi nước hét lên thôi. Rồi bà mày kèo lên rồi, chạy đâu cho thoát. Mình nhanh chóng đưa ra đề nghị thơm ngon, hắn chỉ gật đầu lia lịa. Mình book ngay nơi mà có giá thành phòng ốc cũng cao, sang xịn mịn, sạch sẽ và nhiều dịch vụ rồi đó. Lúc cùng vào phòng anh ta định nhảy vào húp ngay rồi, nhưng mà mình bảo chưa đủ kích thích, phải uống thêm gì đi. Anh Huy cũng tin, chạy xe đi mua ít nước có cồn. Mình nhờ mua rượu đào, rượu mơ các thứ, còn mua đồ ăn vặt, vị chi đồ linh tinh cũng phải gần triệu. Đợi anh Huy đi về, mình cố tình vào nhà tắm kéo dài thời gian nhất có thể để nghĩ xem phải làm gì với anh ta. Một lúc sau mình ra thì thấy anh Huy đã bày biện sẵn rồi. Mình với Huy ngồi nhậu no say, anh ta tửu lượng cũng kém, lại còn bị mình ép nên uống mới nửa trận đã thấy say vật ra, không biết trời đất gì nữa. Chuẩn bài quá đi chứ, em vội lấy đồ rồi bút xe đợi sẵn ở dưới sảnh khách sạn và bình thản ra về không còn chút vướng bận. Sáng hôm sau mở ra thấy một đống tin nhắn, cái gì mà chửi rồi còn bảo là điên, không ấy thì thôi, gì căng với chửi mình con gái không trai gì này nọ, đúng kiểu hỏi chấm. Mình bảo anh ta ngu thì chấp nhận thôi, tạm biệt anh rồi block luôn. Đò mình 500, đặt đồ cho mình nhưng mà chưa trả tiền. Này thì mình trả miếng lại thôi, tưởng húp mình mà dễ hả Huy? Nghĩ đến thằng tên Tùng, em lại mắc cười. Tùng trên phim có tiền thì thế đây chứ, Tùng của cái Nguyệt bạn thân em thì chỉ có trên răng dưới cát tuốt thôi. Đã nghèo lại còn sĩ diện, đã sĩ diện lại còn cắm sừng. Đúng là không biết lượng sức của mình mà. Chuyện là con bạn thân của em có người yêu, anh ấy tên Tùng, hơn bọn em 1 tuổi. Bọn em gặp nhau cũng tình cờ thôi, đi hội chợ rồi va vào nhau. Sau đó cùng nhau xin lỗi và cái Nguyệt ngỡ rằng đó là định mệnh. Cứ thế con bé yêu Tùng từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Như thế là thằng Tùng đã lừa được một em gái xinh tươi là Nguyệt nhà em đây. Từ hồi yêu Tùng, cái Nguyệt cứ ngỡ là mình là công chúa thật, được Tùng yêu thương. Nhưng thằng đó ngoài cái miệng dẻo ra thì chẳng có chi chi. Đi ăn cái Nguyệt trả tiền hơn nữa, thằng kia trả 1/3. Còn nữa đến dịp tặng quà, cái Nguyệt lúc nào cũng bảo không cần, vì nhà nó không có thiếu. Thằng này thì lúc nào cũng bảo không mua được gì cho em người yêu thấy tội lỗi. Nhưng thực chất là nó không muốn tốn tiền mua.
Hôm đó em qua nhà cái Nguyệt chơi, bác gái có nhờ em trải bài xem chuyện công việc cho bác. Tiện thể em cũng kéo cái Nguyệt xuống xem, cho nó đường tình duyên luôn. Em tính lấy cái coi bài rồi bảo là chúng nó có xích mích chia tay, cho nó bỏ thằng Tùng. Mà éo ngờ được, oh shit, rút ra đúng lá bài mối tình của chúng nó có người khác xen vào. Cũng được một thời gian rồi, em nhìn bài rồi nhìn nó, ê, dạo này mày với thằng bồ thế nào, vẫn ok không? Có hay đi hẹn với nhau không? Nó hay bận và ít gọi điện cho mày đúng không? Mà thôi khỏi nói, tao nhìn qua bài nó cắm sừng mày rồi đây nè, rõ mồn một đây nè. Cái Nguyệt vẫn không tin, nhưng ngẫm lại em nói cũng có sai đâu. Bác gái ngồi bên cạnh, đâu mày bói cho bác là con nào luôn đi, bác đi xử cho. Quả không hổ danh dân giang hồ gác kiếm, máu chiến thật sự. Lúc này cô quay qua cái Nguyệt, mày thấy chưa? Lời của bố mẹ bạn bè mày không tin, cứ lao đầu vô thằng tráp bôi đó, mày bị đần hả con? Thằng đó giờ đang ở đâu? Mày đưa mẹ đi gặp, mẹ xử cho. Cái Nguyệt im lặng không nói gì, rồi chạy tót lên phòng. Bác gái nhìn em cũng hiểu ý nhau. Hai bác cháu bắt đầu lên mạng xã hội, nhờ mối quan hệ tìm ra thằng Tùng, con dám cắm sừng cái Nguyệt. Trời ơi, còn chỗ nào vào đây? Em hàng xóm chính là trà xanh như trong phim luôn. Em gái tầng dưới và anh trai tầng trên thả thính nhau, làm cùng một chỗ làm thêm, tối nào cũng cùng nhau đi đi về về, bảo sao chẳng dính. Hai bác cháu trình từ chiều đến tận tối mới bắt trọn khoảnh khắc hai đứa nó nắm tay nắm chân, hôn nhau ngay trước sảnh chung cư. Bác gái tính lao vào bóp luôn, nhưng mà em ngăn lại, cái gì cũng phải có kế hoạch cụ thể. Về nhà, bố nó lại hỏi hai bác cháu đang làm gì. Lúc này bác gái tức giận, nói việc cái Nguyệt bị cấm sừng, thằng Tùng đã ăn của cái Nguyệt bao nhiêu của, rồi xót thương con gái này nọ. Bố cái Nguyệt cũng máu chiến, thằng nào dám cấm sừng con gái tao? Thằng nào? Mẹ mày đưa ảnh đây, tao xem nào. Rồi thế là hai ông bà ngồi ngâm cứu ảnh, mạng xã hội của Tùng cả tối luôn. Đến hai hôm sau, khi mình đang làm việc ở nhà, bác gái gọi, Thảo ơi, đi vả mặt thằng Tùng với vợ chồng bác. Cái Nguyệt nó không chia tay được, thì để bác tác động cho chia tay thì thôi. Thế là em nghe theo tiếng gọi cũng tự tin đi đến. Hai bác có chìa khóa của nhà thằng Tùng đang ở. Bác gái ghé vào tai em nói, đây là nhà hai bác mua cho cái Nguyệt, mà nó để thằng đó ở vậy đó. Sự dại trai của con Nguyệt đúng là miễn bàn luôn. Cứ thế ba bác cháu ngồi thiền, đến tầm tối thì Tùng cũng về. Bác gái nhìn thằng bé với ánh mắt sắc lẹm, còn bác trai hắn giọng, mày là Tùng, yêu cái Nguyệt nhà tao đúng không? Mày giỏi đó, dám dắt cả gái vô nhà của cái Nguyệt, mày cũng gan to mật lớn ghê. Thằng Tùng vẫn không sợ, hỏi hai bác là ai mà dám vào nhà nó. Hai bác cười rồi nói, mình là chủ nhân của nhà này, mày ở thuê không mất tiền còn dám phản bội. Hôm nay hai bác đến đây cảnh cáo, mau chia tay với cái Nguyệt trước khi hai bác hành động. Thằng cha này vẫn kiểu hờ hững, còn cười khinh nữa. Mấy người làm trò gì đấy, ngon thì ăn luôn đi. Bác gái thì không bình tĩnh được, đi đến vuốt mặt Tùng một cái rõ đâu. Mày còn lì hả? Trừng mắt lên với ai? Trước khi chia tay thì trả hết tiền cho con gái tao. Còn nữa, cuốn xéo ra khỏi nhà này ngay trong hôm nay. Tao mà thấy mặt mày lén phén gần con gái tao, tao xẻo họa mi đó. Lúc này thằng Tùng mới bắt đầu rén, tính cãi lại thì bác trai đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm thằng cha thách thức, biết là không nên động vào, nên thằng Tùng quấn xéo đi luôn. Nhưng mà vừa ra đến cửa vào thang máy, đã có ba anh trai thân hình toàn trồng phượng đứng sẵn ở đó. Thằng Tùng không phòng bị, liền khẩu nghiệp định mệnh thằng già mụ già, mày nghĩ dọa ai, có chó mà tao trả. Thế là được ăn ngay một phát tát từ anh đứng bên phải, thằng bé ngơ người. Nó nói thêm câu nữa thì anh bên trái nắm cổ áo, nó trén ngay đứng trong thang máy mà bị đì, ăn vả không mở nổi con mắt. Hôm sau thấy thằng cha bắn tiền trả vội còn nói lời chia tay cái Nguyệt. Tùng ơi là Tùng, đừng có mà học theo Tùng trên phim. Đây là đời, mày phản bội nhầm người rồi. Bố mẹ của Nguyệt giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Biết cái Nguyệt buồn, cũng bảo nó đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa đi. Trời, bố mẹ Nguyệt phải gọi là số 1. Giang hồ một thời, đụng là chạm ngay, chiến đét luôn.